Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Hà Giang. Vâng, thưa đồng chí, năm 2022 đã khép lại. Nhìn lại chặng đường một năm đã qua, đồng chí có thể đánh giá về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được. Năm 2022 là một năm chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi bệnh dịch COVID-19. Rồi các cái dịch bệnh, rồi là thiên tai bão lũ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn vượt qua các cái khó khăn, khắc phục những khó khăn và cũng tận dụng tối đa các cái tiềm năng lợi thế để đạt được những cái kết quả khá toàn diện. Trong đó về kinh tế xã hội thì các mục tiêu, các chỉ tiêu của năm 2022 là cơ bản đạt và vượt. Và cũng là ấn tượng với cái khó khăn như vậy, nhưng mà cái tăng trưởng của Hà Giang vẫn đạt 7,8%. Rồi tỷ lệ hộ nghèo chúng ta vẫn giảm 4%. Rồi các cái chỉ tiêu về chính như thu ngân sách, rồi những cái chỉ tiêu về các lĩnh vực về văn hóa xã hội chúng ta đạt. Trong đó cũng rất là ấn tượng là chúng ta cố gắng để thực hiện tốt cái đột phá mở cửa du lịch sớm, tạo mọi điều kiện cho du khách. Cho nên Hà Giang trong năm 2022 đã đón được hơn 2,2 triệu khách du lịch. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thực hiện tốt cái công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Và trong đó thì tỉnh Hà Giang cũng tập trung để đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Rồi trong đó thì chúng ta tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chính sách, các cái pháp luật của nhà nước và định hướng cái chính trị tư tưởng rất là tốt, tạo cái sự đoàn kết thống nhất trong các dân tộc. Và với cái chỉ đạo của tỉnh là các cấp các ngành đều phải hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, hướng vào đời sống của nhân dân. Nên là từ cái việc chúng ta thực hiện ba cái đột phá về giao thông, đột phá về nông nghiệp đặc trưng hàng hóa gắn với du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa, đột phá vào sinh kế của người dân, thì tất cả cái đột phá đấy thì chúng ta đều hướng về đó là làm thế nào để chúng ta đạt được cái kết quả là giảm nghèo nhanh, bền vững, về cuộc sống nhân dân ấm no và hạnh phúc. Còn về lĩnh vực quốc phòng an ninh thì chúng ta là một tỉnh biên giới và chúng ta làm tốt được cái công tác quản lý biên giới, trong đó từ lực lượng vũ trang nhưng mà gắn với đó là người dân tham gia cái quản lý, mỗi người dân là một cái cột mốc sống. Và tình hình chúng ta cùng phối hợp với phía bạn tạo một cái biên giới đoàn kết hữu nghị, quản lý tốt các cái, tạo được cái mối quan hệ thân thiết giữa hai bên, nhưng mà quản lý tốt cái biên giới và làm tốt cái công tác đối ngoại, trong đó kể cả cái đối ngoại của nhân dân. Thì như vậy rằng là mặc dù khó khăn nhưng mà tổng quan lại thì nhìn thấy rằng tỉnh Hà Giang có một sự ổn định và cả hệ thống vào cuộc trong những cái thực hiện các cái nhiệm vụ, những mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, cũng như cụ thể hóa chương trình hành động, cái mục tiêu của đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Và thấy rằng thì sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết thống nhất và thực hiện tốt các cái chương trình, trong đó những cái chương trình như chương trình của tỉnh cũng rất quan trọng. Ví dụ như chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, chúng ta đã tổng kết và hiện nay chúng ta đã xây dựng được 6.700 căn nhà cho nhân dân nghèo, các xã biên giới, gia đình chính sách. Rồi một cái chương trình như chương trình cải tạo vườn tạp, thì hiện nay thì thay đổi tư duy cách kinh tế vườn, làm vườn, cho nên sản xuất làm giàu lên từ cái chính mảnh vườn của mình, cái mảnh đồi của mình. Cho nên cũng được nhân dân ủng hộ rất là cao. Và hiện nay rất nhiều hàng nghìn cái vườn đã có cái thu nhập
có cái kết quả rất là tốt. Và cái chương trình theo nghị quyết 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đó là chương trình xóa bỏ phong tục hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh cho nhân dân cả tỉnh. Thì đây cũng đã trở thành một cái cuộc vận động và trở thành một cái phong trào sâu rộng trong nhân dân và được hưởng ứng phải nói rằng là rất là mạnh mẽ, và thấy rằng đó là cái thiết thực. Người dân không bỏ những cái hủ tục, những cái phong tục lạc hậu và giữ gìn cái bản sắc văn hóa của các dân tộc, và từ đó thì cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần của nhân dân bền vững hơn, nâng cao lên. Gắn như vậy thì cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, các cấp ủy, về cả hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới, cho nên là sẽ vượt qua được nhiều cái khó khăn, và Hà Giang chúng ta đang có những cái bước tiến triển mới và đạt được nhiều kết quả trong năm 2022. Về chuyển đổi số thì đây là một cái chủ trương trong cái sự phát triển, vận dụng tối đa được cái cơ hội đấy. Với một cái tỉnh Hà Giang như chúng ta là địa hình khó khăn, đi thông giao thông lại khó khăn, rồi là có nhiều cái khoảng cách, kể cả về mặt thời gian và không gian, về địa lý. Thì như vậy chúng ta nắm bắt được, phải xác định một điều rằng là với nghị quyết của tỉnh thì là tập trung thành lập ban chỉ đạo và tập trung để cái chuyển đổi số. Có nghĩa là chúng ta đi tắt đón đầu vượt qua, nếu chúng ta làm tốt được cái chuyển đổi số. Bởi vì như vậy cho nên là thành lập ban chỉ đạo và chỉ đạo một cách rất bài bản. Và hiện nay thì chúng ta tập trung vào xây dựng chính quyền số, rồi xã hội số, kinh tế số. Nói thế thôi nhưng mà thật ra là cũng phải từng bước để chúng ta làm. Làm thế nào mà chính quyền số là cái việc mà phục vụ, rồi các cái công tác lãnh đạo chỉ đạo được xuyên suốt một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Xã hội số thì chúng ta phải làm thế nào mà người dân tiếp cận và sử dụng những cái hạ tầng và một cách tiện lợi nhất và tiết kiệm nhất cho bản thân của người dân. Còn kinh tế số thì các doanh nghiệp rồi cùng nhau phát triển và đây mà rồi quảng bá hình ảnh, xây dựng hình ảnh của Hà Giang, rồi là những cái việc mà như chúng ta tiêu thụ sản phẩm trên mạng, tất cả mọi thứ. Thì như vậy rằng là với làm được việc đồng bộ cả cái ba cái nội dung này thì rất là tốt. Và tỉnh thì đã chỉ đạo là sẽ tiếp tục là phối hợp với các cái tập đoàn lớn về viễn thông. Thì tiến tới thì chúng ta sẽ ký hợp tác với VNPT hoặc là với Viettel nữa để tạo rằng là có những cái viễn thông cung cấp các cái đầy đủ các cái dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thì khi đấy công tác chuyển đổi số sẽ thành công. Vâng, thưa đồng chí, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, xin đồng chí cho biết tỉnh Hà Giang cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào? Năm 2023 thì nhận định tình hình, chúng ta thấy rằng là sẽ tiếp tục khó khăn chung trong diễn biến của tình hình thế giới, rồi tình hình của đất nước, khu vực, và cũng sẽ ảnh hưởng đến lớn đến tỉnh chúng ta. Cho nên vậy thì 2023 chúng ta sẽ cố gắng để phát huy, đầu tiên là những cái kết quả đạt được, cái thừa những cái thành tựu trước chúng ta đạt được, và đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong nhân dân các dân tộc, trong toàn tỉnh. Đoàn kết là sức mạnh, cho nên rằng là cả hệ thống chính trị, nhân dân đoàn kết thống nhất để vượt qua những cái khó khăn, khắc phục những khó khăn và cố gắng để khắc phục khó khăn, nhưng mà vận dụng, tức là tối ưu được cái tiềm năng lợi thế của Hà Giang. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì thực hiện tốt trong cái việc mà tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và rất nhiều cái nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban thường vụ tỉnh ủy. Và cái khâu mà phải nói rằng là nếu như chúng ta tổ chức thực hiện tốt thì chắc chắn rằng sẽ giành được nhiều cái kết quả thắng lợi. Về cái cụ thể thì trong công tác tập trung để tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo trong cái việc là xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, và luôn luôn tuyên truyền vận động rồi các chính sách nhân dân thực hiện thật tốt, rồi là định hướng tư tưởng tốt, tạo cái sự ổn định, tạo cái sự thống nhất trong toàn đảng bộ của nhân dân. Thứ hai là xây dựng cái chính quyền
nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó gắn với cải cách hành chính, tức là cái việc mà phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp và giải quyết các cái thủ tục hành chính, tạo cái môi trường đầu tư thuận lợi nhất, để tất cả cùng chung tay để chúng ta có được cái môi trường đầu tư thuận lợi, có cái sự vào cuộc, trong đó kể cả huy động các cái nguồn lực về xã hội hóa. Và tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện ba cái đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và năm nhiệm vụ trọng tâm một cách hiệu quả. Rồi là đặc biệt trong đó thì chúng ta sẽ cố gắng để tiếp tục đột phá vào lĩnh vực hạ tầng giao thông. Và dự kiến trong quý 1 tới, cuối quý 1 tới chúng ta sẽ khởi công cái đường cao tốc nối từ Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang. Rồi chúng ta sẽ khởi công thực hiện dự án đập dâng nước sông Lô gắn với các đường phía đông. Rồi tiếp tục hoàn chỉnh các cái đường quốc lộ, tỉnh lộ 177. Rồi tiếp tục làm tốt cái chương trình hỗ trợ xi măng làm giao thông nông thôn, vân vân. Như vậy là các cái chương trình của tỉnh gắn với các đột phá và phải làm tốt được hiệu quả ba cái chương trình mục tiêu quốc gia. Đó là chương trình phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Nhưng có nghĩa rằng là nếu như chúng ta thực hiện tốt, lồng ghép các chương trình cũng như các cái chính sách của trung ương, của tỉnh mà tốt đối với Hà Giang thì chắc chắn là kinh tế Hà Giang sẽ có những bước phát triển mới. Và ngoài ra thì luôn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chính sách cho người có công, chính sách cho nhân dân, chính sách cho hộ nghèo, và quan tâm đến các cái lĩnh vực văn hóa xã hội, về đào tạo, về giáo dục, y tế. Chúng ta tiếp tục quan tâm đến đầu tư cái cơ sở hạ tầng vật chất, rồi là cũng như nâng cao chất lượng dạy và học, rồi chất lượng y tế, là chúng ta liên kết về khám chữa bệnh. Thì như vậy rằng là với mấy cái tổng hợp, tổng lực như vậy và đột phá vào những cái lĩnh vực trọng tâm có trọng điểm. Và một điều quan trọng nữa là muốn làm được thì chúng ta phải tiếp tục đào tạo, rồi tập huấn, rồi bồi dưỡng, rồi thay đổi tư duy, chuyển đổi tư duy đầu tiên là của cả kể cả cán bộ trong việc tạo những cái gọi là hiệu quả, năng suất, lao động cao nhất để đạt được cái mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đấy thì luôn luôn phải một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm tốt xây dựng các khu vực phòng thủ của tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, và người dân sẽ tham gia cùng trong việc bảo vệ biên cương tổ quốc, đảm bảo được cái an ninh nông thôn, an ninh trật tự an toàn xã hội. Thì như vậy rằng là người dân cũng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Rồi chúng ta sẽ cố gắng để năm nay thì phía bạn đã gọi là mở cửa, không còn cách ly về Covid nữa, thì chúng ta phải tận dụng tối đa, sẽ có những cái hội đàm với hai tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây, để rồi đó là cấp cao đó, để chúng ta sẽ để phát huy được cái kinh tế biên mậu, kinh tế của giao thương giữa hai nước, giao thương giữa hai của cái, tận dụng được cái tối đa cái cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, các cái vùng đường mò cửa, các cái cửa khẩu của tại Hà Giang. Để như vậy rằng là làm tốt cái kinh tế đấy, như kinh tế biên mậu, thì như vậy rằng là về kinh tế thì như vậy. Còn về công tác xây dựng đảng bộ thì chúng ta đã ban hành các cái nghị quyết về tập trung để tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng tiêu cực và xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm. Và bên cạnh đó thì chúng ta kịp thời biểu dương, khen thưởng và những cái người cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc, cán bộ nữ. Rồi chúng ta làm tốt công tác dân vận, mặt trận, giám sát, vai trò giám sát của nhân dân, tạo một cái 19 dân tộc anh em thành một thể thống nhất, đoàn kết cao trong năm 2023 để vượt qua nhiều cái khó khăn, thách thức. Và tôi cũng tin chắc chắn rằng là nếu như cả hệ thống vào cuộc và hướng tới
cơ sở hướng tới về người dân và có một cái sự hoạt động đồng bộ thì sẽ hoàn thành các cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra. Vâng, chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc giao thừa năm mới Quý Mão 2023. Đồng chí có thông điệp gì gửi đến toàn thể nhân dân các dân tộc, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh? Sau năm mới thì tôi mong muốn rằng toàn tỉnh chúng ta, nhân dân chúng ta tiếp tục phát huy cái truyền thống và khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, và cả hệ thống chính trị hướng về người dân và tập trung để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và sống trên đá, phải thoát nghèo trên đá và hướng tới là làm giàu trên đá. Nên bước sang năm 2023 thì 19 dân tộc anh em tỉnh Hà Giang đoàn kết, thống nhất, vượt qua khỏi khó khăn và khơi dậy sự khát vọng, phát huy hết tiềm năng để xây dựng tỉnh nhà chúng ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Và chuẩn bị bước sang năm mới, thay mặt cho Đảng bộ xin chúc tới toàn thể nhân dân các dân tộc Hà Giang, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức tỉnh nhà năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và năm mới giành được nhiều thắng lợi mới hơn nữa. Vâng, nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, xin kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui. Xin cảm ơn đồng chí.